Mình cần mua đất chính chủ Bình Dương, bạn nào bán xin bình luận dưới clip nhé. Xin các bạn đừng gọi bán đất vào các số điện thoại tiệm cá mà mình quay clip, vì mình mới là người cần mua đất chứ không phải các tiệm cá ấy. Các bạn gọi cho họ khiến mình cảm thấy rất áy náy vì đã làm phiền họ. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Cá ông tiên hay còn được gọi là cá thần tiên là một loại cá được rất nhiều người ưa chuộng bởi vẻ ngoài độc đáo của chúng. Cho nên hôm nay mình xin chia sẻ đôi điều về loài cá này với các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay nhé. Điều thứ nhất, cá ông tiên thuộc họ Cichlid, tức là chung họ với các loại cá như cá dĩa, cá hồng két, cá tai tượng châu Phi, vân vân. Điều thứ hai, về nguồn gốc của loài cá này thì chúng có xuất xứ từ sông Amazon Nam Mỹ. Điều thứ ba, cá ông tiên, cá thần tiên có thể dài tới 20 cm, có trường hợp hiếm lên tới 25 cm. Điều thứ tư, ở ngoài tự nhiên thì chúng sống thành bầy lớn. Khi được nuôi ở trong hồ thì các bạn nên để ít nhất một bầy từ 6 con trở lên, sẽ khiến chúng cảm thấy thoải mái hơn các bạn nhé. Điều thứ năm, cá thần tiên khi ở môi trường lý tưởng có thể sống khoảng 8 năm. Điều thứ sáu, có nhiều dòng cá ông tiên khác nhau như côi, marble, vàng, bạc, ngọc trai vàng, khói, đen, ngựa vằn, đuôi van, vân vân. Điều thứ bảy, hồ nuôi cá ông tiên nên có thành hồ cao, tránh loại hồ tuy rộng nhưng lại nông, thể tích nhiều người nói khoảng từ trên 40 lít phải cá vẫn sống được, nhưng mình thấy khoảng trên 60 lít là hay hơn. Cái này thì chỉ tương đối thôi nhé các bạn nhé. Về độ pH cho cá ông tiên thì từ 6 cho tới 7,5. Điều thứ 8, nên làm sạch bộ lọc hồ cá mỗi tuần, thay nước mỗi tháng để cá ông tiên có chất lượng môi trường sống tốt. Và như hầu hết các loại cá khác, các bạn chỉ nên thay một phần nước thôi, đừng thay hết 100% nước nhé. Điều thứ 9, cá ông tiên thích hồ có cây. Người ta tin rằng việc cho cây thủy sinh vào hồ giúp cá ông tiên thoải mái hơn. Điều thứ 10, cá ông tiên có thể ăn được thức ăn viên, thực phẩm đông lạnh, các loại trùng, giun, côn trùng nhỏ, cá con nhỏ. Nói chung là ăn thiên về động vật. Tuy nhiên khi đói quá thì chúng có thể ăn cả rong rêu nữa. Điều thứ 11, cá ông tiên thường tương đối hòa bình lúc nhỏ, nhưng tới kỳ sinh sản thì cá có tính lãnh thổ nên có thể gây hấn với cá khác, nhất là cá nhỏ hơn chúng. Với cá con thì có thể bị ăn luôn. Ở môi trường hồ cộng đồng thì tình trạng này có giảm bớt một chút. Điều thứ 12, một số yếu tố giúp cá ông tiên bớt đánh nhau, đó là cân bằng giới tính giữa trống và con mái. Cái này thì nó quá khó cho các bạn phân biệt nên mình sẽ không đi sâu. Tiếp theo đó là hồ phải rộng, kế đến là hồ cần có nơi luồn lách trú ẩn. Thêm một yếu tố nữa, đó là cá cần được ăn đầy đủ cả về số lượng lẫn chất lượng. Và cuối cùng, như đã nói ở trên, đó là các bạn nuôi cá ông tiên ở trong hồ cộng đồng. Điều thứ 13, về vấn đề sinh sản. Cá ông tiên dễ sinh sản khi pH dưới 7,5, nhiệt độ tầm 27 độ C. Cá bố mẹ được chăm đủ dinh dưỡng và nuôi riêng một hồ. Chúng sẽ đẻ trứng lên giá thể như là lá cây thủy sinh hoặc là một phiến đá. Đẻ xong, các bạn nên tách cá bố mẹ ra, kẻo chúng ăn trứng. Nếu nước có một dòng chảy thật nhẹ thì tỷ lệ nở sẽ cao hơn. Các bạn sẽ thấy cá con sau khoảng 2 ngày. Điều thứ 14, cá ông tiên có thể nuôi chung với cá mún, cá dĩa, cá hỏa tiễn, cá lầu kính, cá sặc cẩm thạch, sặc vàng, sặc gấm, sặc lửa, hoặc là vài dòng tê tra lớn một chút. Đừng nhỏ quá bởi vì cá ông tiên sẽ bắt nạt những em cá này. Các bạn cũng tránh nuôi chung cá ông tiên với lại cá ba đuôi hoặc là cá tư vân, vì những loài cá này có thể rỉa trụi đuôi của cá ông tiên, gây hấn nhau tới chết các bạn nhé. Điều thứ 15 cũng là điều cuối cùng, nếu các bạn thực sự quan tâm tới chống mái của cá ông tiên thì các bạn có thể ghi cụm từ này lên Google hình ảnh để nhận biết nhé. Trên đây là những điều thú vị về cá ông tiên. Chúc các bạn có được những em cá ưng ý. Chào các bạn.